với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Kính lạy đức thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 12, Chủ nhật 12 tháng 10. Thì cũng theo thường lệ chúng ta có giờ giảng Pháp, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục về vấn đề tư tưởng và bát nhã, tức là giữa nhất niệm và vô niệm, giữa cái ngũ ấm ma mà chúng ta thường phải mắc phải, và giữa tất cả 62 tôn giáo hồi thời Thái tử Siddhartha chưa có đạo Phật, và sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề thì bắt đầu mới có Phật giáo, tức là tiếng trong cái bài kinh tiếng rống con sư tử thì bắt đầu mới có tứ sa môn quả. Và từ đó cho đến nay đã 2000 mấy trăm năm, và đạo Phật dường như cũng đã mất rồi. Tức là giữa bát nhã và tư tưởng rất là khó phân biệt. Cho nên Đức Phật nói 1000 năm chánh pháp, mà vì thâu người nữ nên còn 500 năm. Tức là lúc thời đó người ta tu rất nhiều và đắc quả rất nhiều. Cho tới Đức Phật tịch diệt rồi thì giáo hội ngài 1250 vị điều A-la-hán hết, chỉ có mình A-nan là đắc quả nhập lưu sơ quả thôi. Rồi tới 1000 năm về sau là thời tương pháp, người tu cũng khá nhiều mà đắc quả phân nửa thôi. Rồi tới thời mạt pháp, tức là 1500 năm về sau, thì thời mạt pháp người tu rất nhiều nhưng người đắc quả không bao nhiêu, bởi vì chúng ta thường lạc vào ngũ ấm ma, nhất là thời buổi này. Người ta xưng là Phật, chẳng hạn như là thanh sĩ vô thượng sư gì đó, vô thượng sư tức là Như Lai đấy. Và dài dài có nhiều người còn xưng mình là Quan Âm, xưng là A-la-hán đủ thứ hết. Thì thật ra, theo trong kinh nói là, thì thôi sau khi Phật Thích Ca tịch diệt rồi, thì phải 1000 năm, tức là còn 500 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp và 10000 năm mạt pháp. Bây giờ mới có 2700 năm, tức là còn cả mấy trăm, mấy ngàn năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Từ đây tới đến đó là không có Phật, mà ai xưng là Phật thì đó là Phật giả thôi. Thì trong kinh đã tương truyền như vậy. Rồi thì do đó dường như bây giờ ta tu trở lại 62 tôn giáo, 62 tôn giáo bạn thời Đức Phật, thì tôi từ vô giờ tôi coi cái bài kinh Sư Tử Hống là tôi bắt đầu thắc mắc, không biết đạo Phật là như thế nào, mà tại sao Thái Sĩ Thái Tử Siddhartha
đã xin vua cha có ba điều thôi. Lúc mà vua cha không cho đi tu thì ngài nói nếu cha thỏa mãn cho con ba điều, con xin ở lại với cha. Một là cho con sống mãi không chết, hai là cho con trẻ mãi không già, ba là cho con khỏe mãi không đau. Thì vua Tịnh Phạn nói cha cũng phải chịu cái đó thôi. Thì cuối cùng thái tử nói con sẽ đi tìm được thì con sẽ trở về với cha và độ cha và tất cả tôn giáo bạn và các tất cả thần dân. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy thái tử Đức Phật sau khi thành Phật đã trở về độ cha, nhưng mà mình thấy Đức Phật cũng phải chết, cũng 48 gần 80 tuổi cũng phải bệnh dài dài. Và Đức Phật chết dưới hai cây Sa La Samh Thọ. Thành ra ba cái ước nguyện của Đức Phật hoàn toàn ngài không thỏa mãn được cái gì hết. Mà tại sao ngài tuyên bố là ngài thành Phật, ngài thỏa mãn được là trẻ mãi không già, sống mãi không chết và khỏe mãi không đau? Thì cái đó là cái gì? Một vị Phật là không bao giờ nói dối. Như vậy thì cái bất tử nó ở đâu? Thì cái đó là một cái trăn trở, một cái nhức nhối của người tu giải thoát. Không phải tôi mà tất cả các bậc Bồ Tát, các bậc cổ đức trước chúng ta cũng đã từng thắc mắc, nhưng các ngài tìm ra thì cái đó kêu là Bồ Đề Đạt Ma và Lương Giáo Đế. Sau khi ngài thấy được cái bất tử rồi thì lúc bấy giờ Trung Quốc thì có Trang Tử, có Lão Tử, có Khổng Tử là mấy người giỏi không, thế mà không đạt được cái bất tử vĩnh viễn. Thì Bồ Đạt Ma mới trở qua Trung Quốc để tuyên truyền cái đạo Phật, đưa tới cái giải thoát chấm dứt sanh và bệnh và chết. Thì nổi được một thời gian thôi, sau khi mà 28 vị tổ Ấn Độ thì Ấn Độ đã xuống dốc. Thì Đức Phật cũng nói cái nào cũng vậy, thành trụ hoại không. Thì sau khi Đức Phật thành đạo rồi, tới 28 vị tổ là tới chỗ hoại, bên Ấn Độ không còn đạo Phật nữa, thì mới lan tràn qua Trung Quốc. Từ Trung Quốc truyền được có 6 đời thôi, tức là từ Huệ Khả nối ngôi Bồ Đề Đạt Ma, rồi Huệ Khả tức là thần quan đấy, rồi tới Tăng Sáng, rồi mới tới là Đạo Tín, rồi Hoằng Nhẫn, tới Huệ Năng là 6 vị. Tới Huệ Năng thì đạo Phật lại mất nữa, tức là không còn mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, không có pháp môn. Và từ đây trở về sau lại bắt đầu có pháp môn. Pháp môn là vấn đề dối trá, vấn đề gạt để mà đi tới đạo Phật, chứ nó không phải là đạo Phật mà nó là đạo người trời. Mà nếu không qua đạo trời thì không qua đạo Phật được. Thành ra chúng ta phải hiểu bốn đường ác là không bao giờ nhận được cái bất tử, cái Phật tánh, không bao giờ đạt niết bàn, phải đi qua bốn đường thiện. Mà bốn đường thiện cái quan trọng nhất của đạo Phật đó là trung đạo. Thành ra khi đắc quả rồi thì Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên ở vườn Nai, tức là độ năm A Nhã Chiều Trần Như, thì ngài nói về cái trung đạo của sắc thân. Chúng ta làm sao biết là trung đạo được? Thì chúng ta cũng như là học năm truyền cái là cũng vậy. Nào là tầm thì trừ hôn trầm, ngũ ngục do hôn trầm. Sát thì trừ nghi, nghi là cái gì? Là thấy rõ như thế nào là trung đạo của sắc thân, thiện ác như thế nào. Thì thường thường chúng ta không hiểu được. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có nói cái trung đạo về sắc thân đó, tức là mấy ông ở bà giữ tám giới. Thường thường ở đây giữ năm giới, thì năm giới đó là cõi trời dục giới và cõi người, người thì ba giới, cõi trời dục giới thì năm giới. Thì hai cái này cũng hơi khó qua Phật tánh, chỉ tới tám giới. Mà tám giới chúng ta nên nhớ ba cái sau, đó là ba cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp, không trang điểm phấn son, dầu hoa áo quần hào lộ tươi tốt, không xem nghe xem hát múa đờn kèn chỗ đưa đông yến tiệc. Đây là cái hạnh. Cái hạnh tức là mình có phạm thì mất cái oai nghi, mất cái tư cách của người tu. Còn giới là mình phạm thì hại mình hại người.
thì cái giới nó dễ giữ, vì mình sợ ở tù, sợ người ta thưa gửi. Còn cái hạnh thì không ai thưa gửi mình hết. Người tu mà nằm ghế salon xích đu cà lắc nằm võng này kia thì đâu có ai nói gì được. Nhưng mà cái tư cách, cái hạnh kiểm, cái oai nghi của người tu là không xứng đáng. Người năm giới thì được. Chẳng hạn như tôi đầu trọc mà tôi vô trong quán tôi ăn mặn mà tôi ăn thịt uống rượu thì cũng không ai nói gì tôi được. Nhưng mà tư cách của người tu là không xứng đáng, Phật tử là chán nản. Thì cái đó chỉ là cái hạnh kiểm thôi. À, rồi không nghe xem hát múa, nhất là thời buổi này chùa chiền nào cũng có cái dàn tay, tức là có truyền hình, bây giờ tới điện thoại di động nữa, ngồi một chỗ mà biết cả thế giới. Thành ra tăng sĩ ni cô tăng ni bây giờ bận rộn vô cùng, bận rộn để làm sao mà tu thiền, mà không thiền định thì làm sao mà nghiền ngẫm Phật pháp cho được. Mà nếu không nghiền ngẫm làm sao mà thấu đáo được, mà không thấu đáo thì làm sao mà tu hành sống được với nó. Thì Đức Phật nói sau này đó là thời mạt pháp tăng ni là không có nắm được giáo pháp, mà Đức Phật nói chỉ còn có một cái giáo pháp là cái nghề nghiệp của người tu thôi. Người tu là ngày đi xin ăn đêm ngủ dưới gốc cây để nghiền ngẫm giáo pháp. Có nghiền ngẫm lâu cũng như con trâu ăn cỏ ấy. Quý vị nghe pháp bây giờ giống như con trâu ăn cỏ ấy. Chưa có biết cái gì hết á, rồi nó vô trong ai lại da mình mà vài bữa là nó mất. Là nó Phật tử nó sao mà tụi con dốt quá, sự con không có nhớ nhớ sao được mà nhớ, nghe ở đây rồi về lo con chuyện ngoài không. Chúng ta nhớ hồi ở nhà đi học rồi thì cũng giống như cái tu đó. Muốn trả bài cho ông thầy phải học một lần, 10 lần, 100 lần. Người nào mà kém thì học 100 lần mới thuộc bài. Mà nếu ra giữa chợ ngồi học từ sáng tới chiều cũng không thuộc. Tìm chỗ thanh vắng, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược 1 lần, 10 lần, 100 lần mà không thuộc thì tôi chịu. Mà chúng ta làm biếng quá, mở mắt đủ vấn đề hết. Chưa giảng vậy rồi về đó con bỏ qua một bên, con lo vấn đề ăn mặc ở bệnh. Sáng đây phải ăn cái gì, là đi đám cưới ai, đi đám giỗ ai, rồi còn phải đi nghe pháp mấy giờ, đủ thứ chuyện hết. Đâu thì giờ đâu mà nghiền ngẫm giáo pháp. Thì bỏ vô đó thời gian là bị cái chủng tử đời nó vật thế tên tiêu hết, không còn cái gì hết. Thì vô cái trả bài nó còn kém, nó còn không nhớ chứ. Nhớ làm sao được mà nhớ. Nhớ cái chuyện đời đó thì nhớ. Nhất là thời buổi này, vấn đề tiền bạc, vấn đề ăn ở là khó khăn. Chúng ta đủ có tiện nghi hết trơn, nhà nào bây giờ tôi cũng thấy là có tủ lạnh, có máy điều hòa, có quạt máy, có đủ thứ hết trơn. Mà có người là cái nhà nghèo muốn chết mà có một bộ salon nữa, trời ơi coi nó sang trọng mà làm cái gì. Rồi điện thoại di động, rồi không ta, một nhà bốn người là bốn chứ không ta. Chúng ta mãi lo cái gió rồi con người chúng ta như thế nào chúng ta không biết gì hết. Mà thời xưa Đức Phật là mổ xẻ con người mình, thì hễ mày hiểu con người mình tức là mình đắc thánh quả. Con người mình dùng có cái gì, ví dụ không biết, có ba cái thân nó xảy. Một cái thân bên ngoài thì quý vị có thể hiểu được, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu. Cái đầu, cái óc cho nó dây thần kinh nhá. Thì cái này kêu là cái thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu thăng qua cho nó cao thì kêu là người, trời dục giới. Thì cái này ăn về sắc, thinh, hương, vị, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Bây giờ chúng ta đang chìm đắm trong đó. Thì chúng ta phải phân tích cho nó rõ. Rồi tới cái thân thứ hai là cái thân dây thần kinh. Cái này hơi khó hiểu đấy, nhưng mà cũng là có thể hiểu được. Ví dụ con mắt thì đó là cái thân bên ngoài. Dây thần kinh thị giác đó là thân bên trong. Cái lỗ tai là thân bên ngoài. Rồi dây thần kinh thính giác là thân bên trong. Cái lỗ mũi là thân bên ngoài. Dây thần kinh khứu giác là thân bên trong. Cái lưỡi là thân bên ngoài. Thần kinh thị vị giác đó là thân bên trong. Còn cái sắc thân chúng ta bên ngoài thì đó là thân bên ngoài. Còn dây thần kinh xúc giác, cái này dễ nhận thấy nhất. Cái gì chích thịt đó là thân bên ngoài. Quý vị chích gân, vô nước biển gân, đó là thân bên trong. Thân bên ngoài thì cái cảm giác về thọ, hỷ, lạc.
nó rất là hời hợt, rất là thô bạo. Mà cái thân bên trong đó thì cái cảm giác nó mới đau đớn đó. Chẳng hạn như quý vị nhức cái răng, cứ về ăn nước đá thì nó ê cái răng, đó là cái thân bên ngoài ê cái răng. Còn quý vị nhức răng thì nó khác. Quý vị muốn hết nhức thì không có thể làm thế nào, phải lấy cái tỉ mà cái chỉ máu mất. Còn cái chỉ máu là còn nhức, thì nhức là nhức cái chỉ máu chứ không phải nhức cái răng. Mà lấy cái chỉ máu rồi thì cái răng, cái thân bên ngoài nó chết. Thành ra khi mình ngã xuống, mình tắt thở rồi thì mắt tai mũi lưỡi thân chết hết. Nhưng mà các dây thần kinh thị giác, vị giác, xúc giác vẫn còn 8 tiếng đồng hồ sau mới đứt. Mà dây thần kinh này là cái chỗ đau đớn nhất, nhức nhối nhất. Thành ra chích thịt đó mà lỡ mà cái nó phù nó nhức chừng 5-10 phút và 1-2 tiếng thôi. Mà cái phù của chích gân đó thì mấy ngày vẫn còn. Chúng ta kêu áp xe cái gì đó, chúng ta phải lấy nước ấm ấm rồi lăn cho nó mới lặn được. Thì chúng ta phải để ý. Thì thường thường chúng ta sống với cái thân bên ngoài thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời dục giới. Người trời dục giới thì thăng hoa lên. Chứ tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chúng ta nên nhớ là sống với bản năng, tức là sống với nhân quả chứ chưa có nghiệp. Cái này tôi giảng nhiều lần rồi, quý vị về ôn lại, không biết là hỏi mấy người bạn mình đi trước. Loài thú nó không biết cải sửa. Chúng ta thấy con chim nó làm tổ như vậy, 100 năm sau cũng vậy, 1.000 năm sau cũng vậy, 100 năm về trước cũng vậy. Còn con người chúng ta khác. Chúng ta ăn lông ở lỗ ở hai, rồi bắt đầu có ở nhà lá, rồi nhà lầu 1 tầng 2 tầng, bây giờ có 100 tầng. Rồi đây người ta lên không gian người ta ở nữa. Con người nó vậy đó. Thì cái đó kêu là cải sửa nhân quả, mà trong đạo Phật kêu là nghiệp. Thì cõi người với trời dục giới là cải sửa nhân quả về sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ một cách cao thượng, nhưng mà vẫn kẹt vào cái sắc thân này. Do nó ăn thì phải có nghĩa rồi, và cái chết thúi hoặc phải chôn, phải thiêu, phải có hòm. Còn nếu tiến lên 8 giới thì chúng ta không còn ăn sắc tài danh lợi nữa, mà chúng ta ăn bằng cái hỷ lạc. Thành ra quý vị thường lầm giữa cõi trời dục giới và sắc giới. Ví dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì cái đó còn 4 đường ác. Tới chừng khỏi niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật, mà được chừng 5-10 phút, 1-2 tiếng đồng hồ là cũng còn ở cái thân bên ngoài. Mà chúng ta thường lầm cái đó là ngon bát nhã. Không có bát nhã, mới có cõi trời dục giới thôi. Chúng ta nên nhớ chừng nào mà chúng ta có thể ngồi được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70 ngàn năm thì bây giờ chúng ta không còn ăn uống ngủ nghỉ theo cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa. Chúng ta ngồi có thể 7 năm, 70 năm mà chúng ta không ăn uống tiêu tiểu gì hết thì ăn bằng cái gì? Thì trong kinh nó ăn bằng cái hỷ lạc. Thì đây không còn là cõi trời dục giới nữa mà cõi trời sắc giới. Ở đây thì không có vấn đề chết như con nữa. Quý vị có thể biến mất, mà trong kinh chúng ta thường kêu là tàn hình. Các ngài muốn mất thì thấy mờ 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 rồi biến mất. Chứ các ngài không có chết như con. Và cái cõi này là không có mặt trời, không có mặt trăng. Chúng ta sống hoàn toàn bằng cái hào quang của mình. Nếu mà tu tiên thì hào quang màu xanh. Còn tu trời như quý vị nhớ kỹ thì hào quang màu trắng. Còn vàng đó là của Phật. Còn nếu ma quỷ thì hào quang màu đen. Còn Atula mà chiến đấu hào quang màu đỏ. Thì hai cái này không xài được. Thì chúng ta phải nhớ, biết ta nếu muốn mà hiểu đạo Phật, muốn đi qua đạo Phật ít nhất cũng 8 giới. Còn cõi trời dục giới thì được, mà hơi khó qua. Thì vấn đề chết cũng vậy, nếu quý vị qua cõi trời sắc giới rồi, quý vị khỏi cần ban hộ niệm. Nếu có ban hộ niệm thì quý vị có thể đắc thánh quả, đi qua trung phẩm. Còn không tự lực, quý vị muốn A Di Đà tiếp dẫn thì quý vị nhập định kỹ mạnh lâu sâu thì A Di Đà hiện lên. Nhưng mà cõi này tôi thấy quý vị khó mà tôi cũng qua không nổi. Hồi xưa thì tôi qua được 7 8 tiếng, 8 9 tiếng, bây giờ 2 tiếng à. Bởi vì cái cõi trời sắc giới nó đòi hỏi là
cái điều kiện. Một là cái xác thân phải khỏe, hai là ăn uống khí hậu phải tốt, ba là phải có thầy sáng bạn lành giúp đỡ cho mình. Bây giờ thì khí hậu nó không được như xưa, bị là bỏ bom nguyên tử riết và mất cái chất ozone O3, thì mặt trời nó chiếu thẳng xuống mình thì mình chết rồi, nóng vô cùng, có thể nóng lên tới bên Ấn Độ 50 mấy độ đó. Thì tụi nhỏ nhỏ với mấy ông già là chết hết, ai mà không thích nghi được thì phải chết thôi. Còn cơ thể người nào mà quân bình mạnh khỏe thì nó thích nghi, tức là nóng thì nó chịu đựng, nó thích nghi theo được, mà thích nghi không kịp thì phải vô lò thiêu thôi. Thành ra thời buổi này đã chết nhiều. Hồi xưa thì là hồng thủy, hồng là tràn đầy, nước sẽ tràn đầy, ta ngập chết vì nước. Rồi thời này tôi thấy không có hồng thủy, nhưng mà hồng quả, tức là lửa sẽ tràn ngập hết, chúng ta bị chết cháy hết. Thì nghe nói sắp tới đây thì quý vị thấy là tận thế đó, là không phải hồng thủy mà là hồng quả, tức là thử bom nguyên tử riết rồi cái chất ozone là O3 đó nó mất, thì mặt trời nó chiếu xuống mà không có chất nó dung hòa thì nó nóng vô cùng, nóng tới chừng là chúng ta bị cháy như con chuột mà cháy gì đó. Thì may ra nếu chúng ta tu niệm Phật nhờ cái đức của cộng nghiệp thì có thể làm cho dịu lại. Cũng như năm 2000 nó tận thế là có thiệt chứ không phải là không đâu. Nhưng mà tại sao không tận? Là do con người chúng ta không không đồng ý. Chúng ta hội họp lại niệm Phật cầu xin, thành ra nó giảm xuống cho kéo tới bây giờ. Thì đúng ra cái hồng thủy hay là hồng quả là do chúng ta chứ không phải do trời đất. Theo học di tức chúng ta biết chúng ta cái cộng nghiệp như thế nào thì nó xảy ra thiên nhiên như vậy. Trời đất sở dĩ có mưa, có tai dạ, có lũ lụt là do con người. Con người bất an thì vũ trụ nó sẽ bất an, mà con người đã yên ổn rồi thì tất cả vũ trụ đều phẳng lặng. Mưa hòa gió thuận là do con người thuận nhau. Thành ra mấy vị mà cổ đức, mấy vị mà đắc quả cao, người ta thấy cõi đời người ta xuống, người ta cứu, là năn nỉ mấy ông mấy bà phải cố gắng niệm Phật, cố gắng ăn chay, nhất liễm để sát sanh. Quý vị còn giết nhiều thì loài thú nó càng trả thù dữ nữa. Chúng ta tưởng là chết là hết, nó chết hết tu chỉ, tôi hết tu đâu. Thành ra tôi gặp mấy người đó, tôi thường thường hỏi là mấy ông mấy bà chết rồi còn hay hết, thì đa số mà theo duy vật là chết là hết. Tôi hỏi vậy bây giờ ông thấy không? Nó thấy, thấy bằng gì, nghe bằng gì, ngửi bằng gì? Thì nó có đấy dễ ở thì sư thấy bằng mắt, nghe lỗ tai, ngửi bằng mũi, ta nói đó còn nít. Nếu mà nói thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói bằng cái miệng, thì bây giờ có một người bạn đi với ông đến đây, giờ rồi bạn trúng gió ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có ngửi, có nói không? Nói người chết mà làm sao thấy nghe, tôi nói gì con mắt đâu, cái lỗ tai đâu, cái miệng đâu, tại sao sức sống thì thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, mà ngã xuống chết thì cũng còn đó, con mắt cũng còn đó, chứ tôi có móc đâu, có lỗ tai còn đó, tại sao bây giờ không thấy không nghe? Như vậy là thấy bằng con mắt phải không? Nó không có đúng. Như vậy là thấy bằng cái gì? Nó thì có nhiều người khôn hơn, nó bạch sư thấy bằng linh hồn. Tôi nói đúng. Giờ linh hồn ở đâu? Ông bà đứng đây, linh hồn bà ở đâu, ở trong con người này? Có người nói ở mắt, có người nói ở tim, có người nói ở bụng, có người nói ở đầu. Tôi nói ở mắt gì, tôi móc con mắt thì linh hồn nó đi đâu? Nó ở chỗ nào? Nếu ở đầu, chặt cái đầu nó đi đâu? Chúng ta thấy là chúng ta hời hợt, hời hợt vì con người của mình. Thành ra đạo Phật cái đầu tiên là phải tìm hiểu con người mình. Con người mình phức tạp cả mấy triệu mấy tỷ lần cái điện thoại di động nữa. Cái mà mấy ông bà họ bây giờ nói cái gì đó, cái mật mã cái gì đó, tôi thì không có rành gì khoa học, không cái là em tẹp gì đó, em tẹp nét gì đó, là lấy mạng lấy gì, cái mạng cái gì đó tôi không biết rành. Thì mấy ông bà tưởng đâu là nó di tế nó phức tạp, con người mình phức tạp bằng cả tỷ lần cái đó nữa. Mà khoa học bây giờ cũng bắt đầu đi vào Phật pháp mà còn chưa hiểu rành lắm. Khoa học nói con người mà cái nhớ nghĩ đó,
cũng như xác thân thứ nhất là tôi nói rồi, mấy ông bà có thể nhìn thấy xác thân này. Nếu mình sống mà dưới cái xác thân này thì mình đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu mình cải sửa thì mình trở về cõi người và trời dục giới. Cõi người bắt đầu có nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này còn ấu trĩ, chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới là có bắt đầu có kinh nghiệm. Thì kinh nghiệm tức là có linh hồn đấy. Tức là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước, học hỏi mình được chứa trong đó. Thì chính là kinh nghiệm này giúp cho mình sanh vào cảnh giới tốt. Mình làm chủ lấy nghiệp. Làm chủ lấy nghiệp nhưng mà vẫn là chuyển nghiệp chứ chưa có dứt nghiệp được. Mà đạo Phật là phi nghiệp. Tức là không còn nghiệp nữa. Rồi tới cõi trời sắc giới giữ tám giới, con người thông minh, kinh nghiệm kiến thức nhiều mới không còn hưởng thụ cái sắc tài danh lợi ăn uống nữa. Cái này nó đê tiện, nó hèn hạ. Các ngài mới nhập định thì các ngài hưởng cái hỷ lạc. Thành ra trung kinh mới nói là ly dục sanh hỷ lạc. Cái định thứ nhất, cái định thứ nhì là định sanh hỷ lạc. Cái tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Cái tứ thiền là xá niệm thanh tịnh. Thì đây là sắc thân thứ hai. Tôi nói sơ thôi, ai có bữa nay bị vấn đề còn trả bài nữa, tôi chỉ nói sơ qua thôi. Rồi cõi này mới thấy là chưa an ổn. Cái này là thân an thì tâm hỷ. Rồi đi sâu tới tam thiền là thân lạc, tâm lạc. Thì còn thấy còn hỷ lạc, còn kẹt. Bây giờ đi bỏ luôn cái hỷ lạc. Thì đi qua tới bất lạc, bất khổ là một trạng thái vững dưng. Nhưng mà Đức Phật ra đời nữa, bất lạc, bất khổ này vẫn là thọ. Tức là vẫn còn nhận chịu có bất lạc, bất khổ thọ. Bất lạc, bất khổ thọ là cái gì? Thì sao chúng ta học hỏi thêm? Tức là một trạng thái không còn hỷ lạc nữa mà siêu lên hỷ lạc. Một trạng thái vững dưng trước vấn đề cảm giác. Ở đây là không có dây thần kinh nữa. Dây thần kinh là chỗ phát hiện cảm giác. Khoa học dở cái chỗ này. Khoa học nói cảm giác nó nằm ngay trong dây thần kinh. Cũng như mà tư tưởng nó mượn cái óc để nó phát ra. Thì khoa học nói là tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức là chứa trong cái óc này. Cũng giống như cái máy mà thâu băng. Cái tiếng nói nằm ở trong cái băng. Cái đó là cái lầm lớn của khoa học lúc tôi đi học. Bây giờ qua tri thức thì nói không phải vậy. Hồi xưa đó thì khoa học mới bổ cái óc của mấy nhà bác học khi chết rồi đó. Thì trong đó nó khác với loài người chúng ta là nó có nhiều lằn xếp. Thì các nhà bác học nó do cái lằn xếp nó có chứa những cái kinh nghiệm kiến thức ước nằm ở trong đó và nó phát ra. Nó giống như là cái đĩa bây giờ mấy ông bà thấy. Cái tiếng nói nó nằm ở trong cái đĩa nó phát ra. Đó là một cái sai lầm rất lớn của khoa học. Cái đó là cái máy ghi âm nó chứa ra là vật lý thôi. Còn con người là một cái tâm lý mà siêu việt linh động nhất. Thì Đạo Phật trả lời sao? Nói cái tư tưởng, cái nhận thức, cảm giác mình nó nằm trên không gian. Thì bây giờ khoa học chứng minh được nó giống như cái làn sóng. Làn sóng khi cái máy mình đầy đủ rồi thì nó phát hiện trong cái máy nó phát ra tiếng nói. Thì tiếng nói này không phải ống loa mà chính là làn sóng. Đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Thì tiếng nói là phát hiện từ cái đài phát thanh Trà Vinh, nó nằm trên không gian này. Khi mình bắt đúng tần số rồi nó sẽ hiện ra cái tiếng nói ngay cái ống loa. Ống loa không phải là tiếng nói mà ống loa là cái cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của làn sóng phát thanh của đài Trà Vinh. Thì do khoa học cũng chứng minh được cái đó thì mới bắt đầu tin đạo Phật. Chứ không phải là tiếng nói nằm ở trong cái ống loa, không có vụ đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cái ống loa ốc mình đó mà tốt thì cái tiếng nói sẽ phát ra lớn. Nhưng mà cái tiếng nói, cái làn sóng mới là quan trọng. Nếu hoàn trống mà rất tốt mà cái ống loa hơi kém thì tiếng nói nó cũng rè, nó nhỏ. Còn nếu mà cái ống loa tốt mà làn sóng yếu thì tiếng nói cũng nhỏ. Hai cái phải tốt hết. Thành ra con người muốn thông minh phải có một xác thân tráng kiện và phải có một cái tinh thần thật là minh mẫn. Nếu tinh thần tôi minh mẫn, tôi sáng suốt mà xác thân tôi yếu ớt èo ọt
thì con người tôi cũng sẽ lựa trừ, không có thông minh được. Còn nếu xác thân tôi mạnh mẽ mà cái linh hồn tôi quá yếu thì tôi cũng lựa trừ, tôi ngu si thôi. Thì phải cả hai hết. Thành ra Đức Phật dặn mình muốn tu trước tiên là phải làm sao cho xác thân khỏe mạnh. Khỏe mạnh với dẻo dai nó khác nhau. Chúng ta phải nhớ, khỏe mạnh không phải là sức mạnh để đánh lộn, giống như mấy ông võ sư không phải vậy đó. Mà sức mạnh chịu được mưa nắng, ít có bệnh hoạn, ít bệnh chứ không phải là vấn đề không bệnh. Nhưng mà không bao giờ dính vào vấn đề bệnh nan y. Thì chúng ta thấy vấn đề ăn uống ở Sapa rất là hay cái chỗ đó. Tạo được con người không có cái sức mạnh mà có cái sức dẻo dai. Dẻo dai là mưa nắng, nắng vẫn ưa, mưa vẫn chịu, mà gió vẫn thích, mà mùa sương vẫn hộp. Thì những người này là những người hay, có cái sức khỏe dẻo dai. Thì do đó còn phải tu cho cái linh hồn nó mạnh nữa. Tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật đếm thì cái linh hồn vẫn còn yếu hơn. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, chìm đắm trạng thái, ra khỏi trạng thái chìm đắm thì cái này là linh hồn mới mạnh. Thì chúng ta để ý là đạo Phật lấy cái trung đạo bắt đầu thuyết pháp, thì Đức Phật thuyết đầu tiên là trung đạo về sắc thân. Mấy ông bà học để ý trong cái vườn Nai, vườn Lộc Uyển là thuyết cho năm A Nhã Triều Cần Như, thì ngài đã từng trải qua lúc còn thái tử, ngài sống sung sướng vô cùng, tiền hô hậu hủ, ăn từ khô lân chả phụng thôi, không đạt đạo quả. Rồi ngài mới đi tìm đạo, ngài khổ hạnh, một ngày ăn có một hột mè tới chết luôn, chết giấc. Sau khi tỉnh dậy, ngài thấy là cái khổ hạnh không đưa tới đạo quả, thì ngài mới đưa ra vấn đề trung đạo. Mà hôm tôi hỏi mấy cô trung đạo là cái gì họ không biết. Thì ngài có nói rồi, trung đạo là đi tới nhị thiền. Nên niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đến chưa đạt trung đạo, tới khỏi niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật. Mà muốn được như vậy là phải tám giới. Năm giới là không đạt được cái đó. Năm giới bận rộn đủ thứ hết. Còn có vợ, có chồng, có con, có cái, có nuôi, tám giới là trường trai tuyệt dục. Người năm giới chưa có chàng trai được mà vẫn có vợ chồng. Thì bận rộn phải nuôi con này kia, phải đủ thứ hết. Mà người tám giới là trường trai tuyệt dục thì mới chìm đắm trong đó được. Thì cái này là dễ thấy Phật tánh. Khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, chìm đắm trạng thái niệm Phật. Hai cái này mà nhận, nếu có một sự trăn trở, có một sự thao thức, có một sự bất mãn thì sẽ nhận được cái bất tử, nhận lời chứ không có vấn đề tu tập, không có pháp môn nữa. Mà nếu không đạt trạng thái này thì khó nhận. Còn nếu không, chúng ta qua tứ thiền tứ không thì Đức Phật nói cái này nó quá vi tế, mình dễ lầm nó là đạo Phật. Nó giống như các bậc thánh, tôi thường ví dụ như hai ly nước. Ly nước này quá trong nhưng mà cặn cáo ngưỡng ngầm ở dưới, thì mình thấy ly nước trong mà không có cặn cáo là Bát Nhã, hai cái giống hệt. Thành ra Đức Phật thường nói cái tứ thiền đó, tứ không là cái vấn đề mê hồn trận, các con đừng đi vào đó, dù một lần thôi cũng đừng đi, bị đi vô đó được khó ra. Thì sau chúng ta sẽ học đó là cái thân thứ ba. Thân thứ ba là gì? Tức là lấy cái óc, chứ không có xài dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác nữa. Mà cái thần kinh trung khu là thần kinh óc. Thì bây giờ tôi mới nhờ bác sĩ cho đưa cái tài liệu về con người thì thấy nó đúng. Nó giải tri thức rất là rành. Nghĩa là chúng ta thần kinh thị giác đó, thì nó nằm ở trước trán, nghĩa là xung quanh cái đầu chúng ta thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều nằm ở trên đó hết. Rồi thần kinh của sắc thân nó, xúc giác đó thì nó nằm ở trên cái óc, tức là cái lỗ ở giữa đó. Chỗ đó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn bao dây xung quanh nó nhanh dây thần kinh là chỗ phát hiện của cảm giác khác, tư tưởng khác. Cảm giác là cái lạc thọ, khổ thọ và bất lạc, bất khổ. Còn cái giữa trong cơ thần kinh đó là cảm, đó là cái tư tưởng. Tư tưởng là sự phân biệt chứ không có cảm giác. Mà nó cải sửa cảm giác. Thì chúng ta học bài kinh 66, chúng ta thấy do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Do duyên lỗ mũi, do duyên
phát hiện khứ giác, thì nhãn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều là dây thần kinh. Có cái ý thức là không phải dây thần kinh, cái đó là cái tư tưởng, nó nằm ở trên cái lõm giữa của chúng ta. Thì năm dây thần kinh đó là bao vây chung quanh mới đưa lên cái lõm giữa đó, thì tư tưởng mới cải sửa lại, thành ra sắc thinh hương vị xúc bị cải sửa thành pháp trần. Thì mình thấy khoa học bây giờ nó giải thích cho Phật giáo rất là rành. Thì pháp trần là gì? Là cái tư tưởng làm cho các cảm giác rõ ràng hơn, nó phân biệt cảm giác nào là lạc thọ khổ thọ, thì cái đó kêu là ý thức. Thành ra cái tư tưởng rất là quan trọng. Chúng ta mà nhũng não rồi thì tư tưởng chúng ta quên sự phân biệt. Còn mà đứt dây thần kinh nó thì tùy. Chẳng hạn như tôi bây giờ dây thần kinh tính giác yếu rồi, cái lỗ tai nó không nghe nữa, nó nghe rất yếu. Thì do mình ăn uống, do cái khí hậu, thành ra cái lỗ tai, cái dây thần kinh nó bắt đầu nó nở ra hoặc là nó tóp lại, thì không có làm việc nữa. Thì mấy người lớn tuổi thường thường là vậy. Còn nếu nhũng não rồi là không có phân biệt nữa. Lời cái hỏi bà nhớ con không, mở mắt chào cháu nhưng mà chích vô biết đâu. Thành ra có nhiều người té hoặc đi đụng xe, có người thì hoàn toàn, có người đụng nhầm dây thần kinh khứu giác thì cái lỗ mũi không còn biết mùi nữa, cái cảm giác về lỗ mũi yếu đi. Rồi có người đụng nhầm con mắt thì con mắt mờ đi hoặc đuôi luôn, đó là đứt dây thần kinh, chứ không, con mắt vẫn còn tốt. Thôi đại khái là như vậy. Thành ra quý vị nên nhớ có hai ba thân. Cái thân bên ngoài chúng ta dễ thấy, thì cái thân bên ngoài nó phải ăn bằng sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ là cái thân đê tiện nhất. Thì tới cõi người, cõi trời dục giới bắt đầu cải sửa thăng hoa cho nó cao thượng. Thành ra từ người trời dục giới tới bốn đường ác là chết là thú quá, ăn uống ba mấy đồ bất tỉnh. Rồi tới tám giới thì nó thấy cái đau khổ đó, bắt đầu là nó cải sửa, nó chạy trốn, chứ nó không thấy rõ mà thấy lờ mờ thì bắt đầu có vấn đề. Hay tâm nghi thì tội liền sanh, thì vấn đề là do cái sự thấy lờ mờ. Thì đạo Phật từng kêu danh từ là vô minh, không được sáng. Thì thôi tôi chỉ nhắc lại vậy thôi. Còn sắc thân quý ba của quý vị đó là từ tứ thiền sắc giới qua tới tứ không, thì nó không dùng sắc thân bên ngoài là mắt tai mũi lưỡi, không dùng sắc thân bên trong nữa, mà cái thân hoàn toàn do tưởng tượng, tức là bằng thức thứ sáu, thứ bảy và thức thứ tám. Thì quý vị tu cao mới nhận được cái sắc thân này. Quý vị tôi ngồi đây tôi tưởng tượng, thì chúng ta có thân, tâm và hoàn cảnh. Như tôi đây, cái thân tôi là thân người, tâm tôi là tâm người, thì cái nhận thức tôi phải nhận thức người. Tôi thấy nước là nước, quý vị cũng thấy giống tôi, thì cái đó là cái tâm người và thân là thân người. Thì chung quanh tôi sống với cõi người hay là trời dục giới. Còn nếu tôi thăng qua cõi trời sắc giới thì tâm tôi phải là tâm của trời sắc giới, tức là tôi sống bằng cái hỷ lạc. Nếu tôi nhập thiền đó mà 100 năm thì 100 năm này tôi không ăn uống. Khi tôi xả thiền trở về cõi dục giới tôi bắt đầu ăn uống. Nhưng mà cách ăn uống của trời dục giới, cõi sắc giới xuống cõi trời dục giới thì nó khác. Tức là không có đắm nhiễm, không có ghiền như mình ngồi ăn. Mình ăn biết ngon thì các ngài cũng biết ngon, nhưng mà cái tâm của các ngài cao hơn. Cũng như Đức Phật ăn cũng biết ngon giống mình, nhưng mà ngài không có cái tư tưởng là ghiền. Cảm giác thì giống hệt nhau, nhưng mà tư tưởng thì các ngài không có cái tư tưởng đê tiện như mình. Khác nhau ở chỗ cái tư tưởng. Thì ở đây cũng vậy, quý vị để ý, nếu quý vị tiếp xúc sự vật mà bằng mắt tai mũi lưỡi đó, có kêu đó là cộng biến hay là cộng nghiệp. Còn khi quý vị về, quý vị hồi tưởng lại thì không có mắt tai mũi lưỡi nữa, mà do thức thứ sáu, thức thứ bảy cung cấp chất liệu trong thức thứ tám cho tư tưởng nó phát hiện. Thì cái này kêu là biệt nghiệp hay là độc ảnh cảnh, cái cảnh do tư tưởng bực mình hồi tưởng nhớ lại.
Thì cái này nó trong nghi thức kêu là tỷ lượng, tỷ là tờ tỷ lượng, giống như đúng đúng như người ta, mà nó không giống một mình tưởng tượng thôi. Thì cái này là cái độc đáo nhất của con người. Thì đi tới cõi trời vô sắc đó là ngồi tưởng tượng không, không có xài mắt tai mũi lưỡi nữa, mà tôi tưởng tượng rằng cái xác thân này không có, mà chỉ có hư không. Rồi hoàn cảnh xung quanh cũng là hư không. Còn tư tưởng với tôi là tưởng tượng mình lớn như hư không. Thành ra thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không, kêu là hư không vô biên. Còn thức vô biên là linh hồn. Nó nhập định kỹ lâu sâu thấy được linh hồn, nó tưởng tượng linh hồn. Thôi cái này để bữa khác giảng nữa. Thì thời giờ nó không có. Thì chúng ta nên nhớ luôn luôn chúng ta có ba thân. Thì kêu là tam giới, dục giới, tám giới là sắc giới, 10 giới là vô sắc. Thì ngữ 10 giới mới có thể đi vào cõi vô sắc này được. Thì cõi vô sắc là cõi quá vi tế, Đức Phật khuyên đừng có đi vào đó. Cõi dục giới là cõi quá thô tháo đê tiện, Đức Phật khuyên đừng ở trong đó. Thì cõi sắc giới là cõi vừa nhất. Mà quý vị đây tôi thấy không ai giữ 8 giới nổi đó. 8 giới thì dễ thôi, nếu giữ 5 giới được rồi đấy, có một số giữ được nhưng mà không có thọ thì vẫn được, nghĩa là không có cạo đầu á. Để 8 giới là giới thứ 8 là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lụa tươi tốt, thì cái đầu phải cạo thôi, nhưng mà có một số thì không chịu cạo đầu, cạo đầu nó hơi xấu, tức là người nữ mà cạo cái tóc thì nó hơi xấu đi, thì xấu nó dễ tu chứ làm sao. Đó, có người thì giữ 5 giới thì phải tập giữ 8 giới, mà 8 giới thì mặc đồ phải đơn giản. Ở đây tôi sẵn tôi nói luôn, cái áo giới như cái áo dài nó khác nhau. Tôi thấy quý vị mặc áo giới thành áo dài. Áo dài là cái áo gần đụng gót, đụng đất, đi để quét đường đấy. Thì tôi thấy ở đây đa số Phật tử là mặc áo dài chứ không phải là áo giới. Áo giới thì mặc nửa ống ống quyển, mặc nửa ống chân, nó cao coi nó còn đeo à. Đó, còn cái áo dài đó thì nó dài gần đụng đất mà may chặt eo nữa, như là như cái áo dài đó. Cái áo giới là xung đột thôi, coi con người đi nó hùng tráng, coi nó vững vàng, còn cái áo dài coi nó yếu điệu như mấy cô dâu. Thì ở đây tôi thấy đa số là mặc áo dài chứ không có mặc áo giới. Có mấy ông thiền nam thì áo giới thì nó ngang có ngửa ống chân thôi, coi nó khỏe khoắn, nó vững vàng, đi coi nó chững chạc. Còn cái áo dài đi với mấy cô dâu yếu điệu, mà mình mà là người tu rồi mặc mặc cho đúng, tôi thì tôi khó à. Cái tánh tôi là giới là cho ra giới, nó lại tu thì cho ra tu. Nó mùi thiền đã bén mũi dưa, mà màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng, nó sự đời đã tắt lửa lòng thì còn chen vào chốn bụi hồng mà làm chi. Dở dang nào có hay gì, đã tu thì tu trót, không thì thì thôi, thì đúng là phải như vậy. Thấy không? Thì quý vị đã tu thì cái giới luật là cái căn bản đầu tiên. Nó nam cho ra nam, nữ cho ra nữ. Phải có hạnh kiểm đàng hoàng. Còn ngoài đời thì không nói, vô đây trong đạo rồi được phải cho nó đàng hoàng. Chứ 5 giới nhiều khi mặc cái áo mức rượt, nó đi ra mặt trời nó chiếu rồi sáng vô mấy cô đào hót bóng. Nó không được. Mình nói là không chứng diện, đã tu tu trót mà không thì thì thôi. Mùi thiền mà đã bén ưa dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa dưa nâu sồng, rồi bây giờ còn trang điểm còn này kia nữa thì còn mê có nó khó. Cũng như ăn chay thì ăn chay tàu hũ thôi, rồi làm ăn chay lấy tàu hũ làm con gà tiềm, con vịt này con kia ăn chi vậy. Ăn mà còn nhớ tới gà tiềm, nhớ tới vịt nữa, làm giống thịt để mà ăn. Thì quý vị phải nhớ cái tâm mình là cái chánh. Chay miệng phải để đi đến chay tâm, chai miệng mà không chai tâm thì cũng như không. Nên quý vị phải nhớ chỗ đó, cái mục tu mình, cái giới luật là để đi tới cái tâm trung đạo. Mà tôi chưa nói tâm trung đạo, ban đầu cái tâm, cái thân trung đạo trước là phải giữ 8 giới. Rồi từ đó mới nhận cái bất tử, tức là cái Phật tánh, nó không dính mắc nữa. Mà không dính mắc hết dục giới, sắc giới, vô sắc tam giới không dính mắc, thì cái đó chưa có trung đạo, cái đó đắc quả a la hán mới cho chính mình cái chân không, cái niết bàn tịch tịnh, chỗ sanh ra tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp, mà chỗ trở về vạn vật chúng sanh và các pháp, thì cái tâm chưa trung đạo.
cái đó mới A-la-hán. Còn phải phát Bồ Đề Tâm trở về độ chúng sanh, đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết, cũng như một thầy giáo giỏi, vô mẫu giáo dạy, vô nhà thương điên sống với mấy người điên luôn. Mà sống mình không khéo mình thành điên luôn. Mà ta vô đó người ta làm thầy cũng như dạy mẫu giáo, thì ông thầy giáo giỏi xuống cũng phải đánh giận thôi. Mà thầy giáo nào mà đi đánh giận mới đọc chữ, nhưng mà học sinh nó đánh giận mình phải hạ mình xuống đánh giận. Thì như vậy mới là trung đạo, tức là thị hiện một thân nhiều thân vô lượng thân, một cõi nhiều cõi vô lượng cõi, thì đây mới gọi là trung đạo. Thành ra Phật có ba thân, một cái báo thân đó là A La Hán, chân không không dính mắc cái gì hết. Một cái ứng hóa thân làm bộ dính mắc, tức là thị hiện đủ thân hết. Nếu mà năm thức đầu mắt tai mũi lưỡi thì kêu là ứng thân. Chúng sanh muốn thân nào cho đẹp đẽ thì các ngài thể hiện thân đàn bà, không? Còn muốn thân đàn ông thì thể hiện thân đàn ông, không? Muốn thân chó trâu bò này hiện thân trâu bò trâu bò, thì có đó kêu là ứng thân mắt tai mũi lưỡi. Còn hóa thân đó là muốn loài nào ngài thể hiện loài đó, hóa thân thuộc về thức thứ sáu. Thì nếu có ứng hóa thân mà có báo thân thì mới có pháp thân, thì pháp thân mới là trung đạo. Coi đại khái là như vậy nha. Thì bây giờ chúng ta trả bài, nói nữa là không có đủ trả bài, bữa nay nói đông ai cũng thích trả bài hết á. Thì tôi xin lặp lại là người nào trả rồi thì thôi, còn chưa trả thì trả hết cho tôi để tôi nắm cái trình độ của pháp hội này, rồi sẽ trả lại lần thứ nhì. Thì tôi kêu ạ, kêu những người giỏi đó, gạo cội đó, thì trả lần thứ nhì là không phải trả như mọi lần trả qua thôi à. Tôi hỏi à, tôi dí tới cùng đó, tôi hỏi là tôi dí coi trả lời cho tới đụng tới A-la-hán thì mới thôi. Coi quý vị có hiểu biết như thế nào. Còn bây giờ quý vị trả bài êm thôi, tôi không có hỏi cái gì hết đó, thì tôi lắng nghe coi cái trình độ như thế nào. Thì có một số ở đây rất là giỏi giáo pháp, còn cái thực hành thì tôi không nói, và cái bánh vẽ thôi. Thì người ta có thường nói là bát nhã với bất nhã đó, ở Trà Vinh thì bát nhã giỏi lắm nhưng mà sống là sống bất nhã không, thì lời trách tôi nói có đúng như vậy, mà chẳng những là Phật tử mà cả ông trụ trì đó cũng bất nhã thôi, tôi cũng đâu có đắc quả. Thì tôi giảng bát nhã là giải thoát không dính mắc, mà tôi dính mắc nữa thì Phật tử làm sao khỏi dính mắc, nhưng mà có hơn là không có. Có cái bánh vẽ thì tôi thấy như A Nan là thời Đức Phật đó là đệ tử gần gũi Đức Phật nhất, mà cũng bất nhã thôi chứ đâu có bất nhã. Đức Phật chớ đoạn khóc nói đất có thánh quả thứ nhất, quả thứ nhất là còn dính mắc tùm lum. 1.250 vị, 49 vị người ta không khóc, với mình A Nan khóc. Khóc đó là cõi người trời, nó giống như là cõi người trời dục giới. Mà lá là làm gì Đức Phật chết mà khóc, chỉ có người trời mới khóc thôi. Thì A Nan khóc cho tới mà khi Đức Phật tịch rồi đó thì Ca Diếp đuổi ra khỏi giáo hội, không có ai trùng tiên. A Nan nó có cái khả năng nhiều kiếp là bao nhiêu bài pháp Đức Phật là nhớ không sót một chữ, ngài trùng tiên lại y chang. Thì ngài đưa tay ngài xin Ca Diếp cho tôi trùng tiên, vì trong giáo hội đó kiếm một người như vậy không có, người nào nấy thuộc có 10 bài 20 bài thôi, mà cả Đức Phật 49 năm thì tam tàng kinh luật lửng làm sao mà nhớ, mà ngài nhớ hết rồi. Ngài xin trùng tiên lại Ca Diếp nó không được. Như Lai đó là pháp thân thường trụ, mà ông mới có nhập lưu, ông trùng tiên lợi của Đức Phật thì kinh của Đức Phật thành nó kinh nhập lưu, không có giá trị. Ông ra khỏi giáo hội, chừng nào ông đắc quả A-la-hán, ông trở về ông trùng tiên thì kinh của Như Lai thành kinh A-la-hán thì vẫn được nhập lưu, mà ông trùng tiên lợi thì kinh nhập lưu. Bởi chúng ta nên nhớ, chúng ta đọc kinh của Phật đó mà 10 người giảng 10 cách khác nhau. Tôi giảng kinh Đức Phật, quý vị cũng giảng kinh đó, mà tôi giảng thành kinh của tôi giảng theo kinh nghiệm của tôi, theo cái chứng đắc của tôi. Nếu mà tôi phàm tăng thì tôi giảng đạo Phật thành ra đạo phàm, mà nếu tôi cao hơn quý vị thì tôi giảng về cõi trời sắc giới, quý vị giảng cõi dục giới, thì cái kinh Phật thành kinh dục giới. Thành ra tôi bữa nay là không có người chứng đắc, ít nhất cũng phải A-la-hán thì trùng tiên lại Đức Phật mới là thánh kinh. Thì thôi chúng ta đành chịu vậy.